Kính thưa quý vị, việc thanh toán khi giao dịch bằng mã QR rất nhanh chóng và tiện lợi. Thế nhưng hiện nay thì tại các ngân hàng, các trung gian thanh toán và cả các đơn vị cung cấp hàng hóa dịch vụ đang xây dựng một chuẩn công nghệ riêng, không có sự liên thông với nhau. Điều này khiến cho người dùng, doanh nghiệp và chính đơn vị vận hành gặp nhiều khó khăn, bất tiện và tốn kém. Khi mua trái cây tại cửa hàng này, khách hàng có thể thanh toán bằng mã QR, nhưng với điều kiện tài khoản thanh toán phải là của một trong 11 ngân hàng có tên trong danh sách, chứ không phải là tất cả. Còn tại hệ thống cửa hàng trà sữa này, để thuận tiện cho khách hàng thanh toán bằng mã QR, cửa hàng đã phải đặt rất nhiều mã, bởi lẽ mỗi một mã này chỉ phục vụ cho một vài ngân hàng. Chính đại diện cửa hàng này cũng thừa nhận việc sử dụng nhiều mã như thế gây bất tiện cho khách hàng và cả cửa hàng. Tự nhiên khách hàng sẽ phải có rất nhiều mã QR code khi đến thanh toán tại các điểm giao dịch của Royalty Men Group. Hiện tại thì trên thế giới thì mình có nhận thấy là mỗi một khách hàng thì họ sẽ chỉ có một mã QR code duy nhất để thanh toán được và mua bán tại tất cả các điểm. Còn hiện tại Việt Nam của chúng ta thì khách hàng sẽ có rất nhiều mã QR code để có thể thanh toán, và mỗi một hệ thống và mỗi một sản phẩm họ đều phải tạo một mã QR code riêng họ mới thanh toán được tại điểm mua hàng đó. Thì như thế thì mình thấy như thế sẽ là rất là bất tiện cho khách hàng. Có thể thấy bất cập trong thanh toán bằng mã QR dường như đang lặp lại chính câu chuyện của thanh toán bằng thẻ trước đây. Khi đó mỗi ngân hàng đã tự tạo ra cho mình một liên minh thẻ riêng, khiến thẻ của ngân hàng này không thể sử dụng được tại máy ATM hoặc POS của ngân hàng khác. Thời gian đó, ngân hàng nhà nước đã mất rất nhiều thời gian, công sức và kinh phí để có thể đồng nhất hạ tầng thanh toán thẻ. Nhìn lại những cái dịch vụ thẻ của chúng ta hơn 10 năm trước đây thì cũng như thế. Gần như ngân hàng nào phát hành thẻ thì cũng chỉ dùng trên cái hệ thống chấp nhận thẻ của ngân hàng đó thôi. Nhưng chỉ sau một thời gian thì ngân hàng nhà nước với những công cụ điều phối chính sách của mình thì đều đã ban hành những cái bộ quy chuẩn để giúp cho khách hàng có thể sử dụng thẻ một cách thuận tiện, có thể thanh toán được trên tất cả các mạng lưới của các ngân hàng khác nhau. Thì tương tự như vậy, đối với QR code thì tôi cũng tin tưởng rằng trong thời gian, trong tương lai gần thì các cơ quan quản lý nhà nước sớm có chính sách để thống nhất giúp cho khách hàng thanh toán thuận tiện hơn. Trước thực trạng mỗi ngân hàng xây dựng một chuẩn mã QR khác nhau, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam NAPOS xây dựng một hạ tầng để kết nối các ngân hàng, các trung gian thanh toán, các tổ chức thanh toán quốc tế cũng như các tổ chức thẻ quốc tế, từ đó giúp cho các dịch vụ thanh toán QR code có thể được chấp nhận đồng bộ và liên thông ở trong lãnh thổ Việt Nam. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều vướng mắc. Tất cả những cái dịch vụ thanh toán số, dịch vụ thanh toán di động thì nó đòi hỏi những cái khuôn khổ pháp lý mới, mà những cái mà bộ ban ngành, các cơ quan quản lý còn đang phải nghiên cứu và hoàn thiện. Rõ ràng việc thanh toán bằng mã QR là một hình thức cần thiết để hướng tới thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Do đó, yêu cầu đặt ra hiện nay là cần nhanh chóng khắc phục những bất cập, chú ý nhất là nên dùng một mã QR để thanh toán ở mọi ngân hàng. Có như thế, thanh toán bằng mã QR mới thực sự thu hút được sự quan tâm và sử dụng của người dân.